về các loại artist tương ứng với mỗi loại hình nghệ thuật nha. Rồi mình cũng học về, mình cũng đã học, mình cũng học về literature, về văn học. Cụ thể hơn là mình học những cái element, những cái thành tố ở trong một cái bài, một cái novel, cái quyển tiểu thuyết. Rồi sau đó mình học về các cái tính từ dùng để miêu tả về một cái tác phẩm nghệ thuật, hoặc là một cái buổi, cái phần trình diễn, một cái buổi trình diễn performance. Đó, mình học những cái từ này rồi nè, những cái tính từ dùng để nhận xét, để miêu tả về nghệ thuật. Mình cũng học về những cái từ ngữ dùng để review, tức là dùng để nhận xét, đánh giá một cái tác phẩm nghệ thuật luôn. Rồi mình học một số từ về nghệ thuật, mỹ thuật, visual arts, mỹ thuật này. Rồi phần 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 mỹ thuật này thì mình chỉ học một vài từ, tính từ để mà comment, comment một cái tác phẩm tranh vẽ thôi, chứ mình không có học hết. Rồi bây giờ mình sẽ học qua những cái từ ngữ mà liên quan đến books, sách. Bây giờ em nhìn vô cái phần A này, blurbs. Cái phần cái blurbs này là cái gì, bạn nào giải thích được cho cả lớp nghe nào? Tụi em đọc ở nhà rồi đúng chưa? Thì có hiểu blurb là gì không? Cáo ngắn. Quảng cáo ngắn. Rồi một bạn nào có cái cách giải thích khác? Lời quảng cáo. Lời quảng cáo. Thiệt ra nó không hẳn là quảng cáo tụi em, tại vì nó không hẳn là một cái lời, một cái quảng cáo về tác phẩm đâu. Mình hiểu chính chúng chính xác hơn á, nó là một cái đoạn text ngắn, tức là một cái đoạn chữ ngắn á, một cái đoạn văn ngắn, được in ở back cover tức là cái bìa sau á, được in ở cái bìa sau của sách nè. Nó miêu tả what the book is about and sometimes include quote from critics. Nó miêu tả cái nội dung của quyển sách đó, và đôi khi nó cũng trích dẫn những cái nhận xét, những cái lời bình của critics là gì, ai nhớ? Nhà phê bình rồi. Đúng rồi, nhà phê bình, nhà phê bình, giới phê bình. Chú ý đây là chỉ người nha, nhà hoặc là giới phê bình. Đấy. Thì đúng hơn là nó là lời giới thiệu sách đó, đúng rồi đó, chứ không phải là quảng cáo. Quảng cáo thì nghe nó hơi cheap. Rồi thì đây, người ta list ra cho em một số cái blurb. Em để ý mình đọc mấy cái quyển sách thì ở cái bìa sau đó, nó hay có một cái đoạn ngắn giới thiệu quyển sách này, nó nói về cái gì, xong rồi một vài cái lời bình, lời phê bình của critic đó. Cái này ai cũng cũng đã gặp rồi đúng chưa? Rồi mình đọc một vài cái. Thì Woman of Snow là một cái poignant chronicle, kể về childhood, về tuổi thơ, ở trong một small American town, một cái thị trấn nhỏ ở Mỹ. Nora Dale is the youngest child in the gì đó. Rồi ở đây có cái cụm poignant chronicle. Chronicle là cái loại gì, loại truyện, loại sách gì hả? Dạ, biên niên sử. Đúng rồi, biên niên sử, biên niên ký, tức là nó biên niên sử có nghĩa là nó miêu tả một chuỗi các cái sự kiện á. Ở đây là chuỗi các cái sự kiện xảy ra trong trong thời thơ ấu của cái bạn Nora Dale này, Nora Dale này. Đó. Chronicle. Còn poignant, poignant là một tính từ, nó chỉ tính chất gì hả? Dạ, sâu sắc. Sâu sắc. Cảm động, Hơi buồn. moving and sad, cảm động theo kiểu là buồn á, mang cái sắc thái buồn. Moving, em nhớ chữ moving hôm bữa mình học không? Dạ có.
có cái từ gì bằng moving nữa anh nhớ không? Touching, yes, touching. Và nó còn thêm cái nghĩa, một cái sắc thái nghĩa là buồn nữa, cảm động theo kiểu buồn á. Chà. Mình đọc là poignant, chữ g nó không có đọc. G nó silent. Tiếp theo nè. The third novel by this acclaimed writer, tức là cái tiểu thuyết thứ ba của được viết bởi ai đó, là người ta dùng giới từ ba, tụi em nhớ nè. Mấy cái này ở trên trường á, mấy cái bài kiểm tra tiếng Anh ở trên trường là hay họ hay kiểm tra cái từ này lắm á. Quyển sách hay là một cái tác, một bài hát hay là một cái tác phẩm hay là một quyển truyện tiểu thuyết được viết bởi, được sáng tác bởi, thì người ta sẽ dùng chữ by. Chú ý chữ này. Được viết bởi một acclaimed writer, tức là một gì? Nhà văn như thế nào? Có ai định nghĩa được cho cô không? Praised by the public. Một nhà văn được, được công chúng khen ngợi, được công chúng đón nhận, thì đại, thì mình có thể hiểu là một cái nhà văn nổi tiếng đó. Nó giống như kiểu famous á, nhưng mà thật ra nó danh giá hơn cái từ famous. Famous thì em nổi tiếng thôi chứ chưa chắc là em đã được kiểu ví dụ như kiểu Sơn Tùng đi, hay là Jack đi, thì là famous. Chứ nếu mà dùng cái từ acclaim cho hai ca sĩ này á, thì nó chưa xứng lắm. Đó. Thường acclaim là dùng cho những người mà họ kiểu như được công chúng đón nhận, ai cũng khen ngợi hết, ai cũng đề cao, ai cũng tôn trọng hết. Praise này là khen đó. Đó. Rồi, thì acclaimed writer, một cái nhà văn nổi tiếng. This is a compelling tale of mystery. Đây là một cái tale này là nó đồng nghĩa với từ story á em. Story. Một câu chuyện rất là compelling, là rất là gì? Interesting and engaging. Nghĩa là gì? Bạn nào cho cô giải thích cho cô nào. Compelling ở đây nghĩa là gì hả? Lấp dẫn, lôi cuốn, thú vị. Những cái từ mà tụi em hay dùng đó, tụi em hay dùng mà em có biết là mình hay dùng cái từ gì để lâu giờ á, em hay dùng cái từ gì để nói là một cái quyển sách hấp dẫn, một quyển sách thú vị không? Mình hay dùng cái từ gì? Tụi em rất hay dùng cái từ interesting, biết không? Có biết cái từ em có để ý không? Thấy là mình hay dùng cái từ nó đúng không? It's a very interesting story. It's an interesting novel. It's an interesting book. Lúc nào em cũng dùng cái từ interesting cả. Nhưng mà khi mà mình đã học từ vựng IELTS rồi á, khi mà mình đã học từ vựng như thế này thì mình phải sử dụng những cái từ nó chính xác hơn. Nó cụ thể, nó chính xác hơn. Bản thân cái từ interesting nó khá là chung chung. Em không biết nó interesting về cái gì, interesting như thế nào. Còn khi mà em dùng những cái tính từ như thế này nè, những cái tính từ này, engaging, captivating, engrossing, compelling, fascinating. Hôm trước là cô có học và cô có ghi rồi cho lớp mình rồi đó. Các cái tính từ dùng để miêu tả về một tác phẩm nghệ thuật đó, nó nằm trong cái phần này nè. Đấy, phần này nè. Thì những cái tính từ này nó thể hiện rõ hơn cái sắc thái lôi cuốn, hấp dẫn, thu hút, khiến cho người xem không có rời mắt ra được. Đó. Như vậy, cái từ compelling mình đã học hôm bữa luôn rồi nè, thấy chưa? Compelling đồng nghĩa với gripping, engaging, captivating. Vài bữa mà miêu tả sách nè, miêu tả truyện nè, mà hấp dẫn á, thì chú ý đừng dùng interesting nữa, mình phải dùng mấy từ này nha. It's a gripping book, it's an engaging book, it's a captivating story, it's a compelling tale. Rồi.
Thì đây là một cái compelling tale về mystery, love and betrayal, về những cái sự bí ẩn, tình yêu và betrayal là gì? Có ai biết từ này không? Betrayal, sự phản bội. Đúng rồi. In a lugubrious setting reminiscent of gì đó. Lugubrious, cái từ này rất là lạ. Mình coi cái định nghĩa của nó thì mình sẽ hiểu. Lugubrious là một tính từ chỉ cái tính chất gì? Rather dark, mournful and gloomy. Tức là cái tính kiểu nó rất là tối, nó rất là gloomy, là rất là buồn, u ám, màu sắc ảm đạm, u ám. Em học luôn hai từ này, mournful and gloomy. Hai từ gloomy này là từ bình thường thôi, không phải là một từ lạ, từ khó đâu. Ví dụ như trời buổi chiều hôm nay rất là gloomy nè, rất là đen, rất là u ám, nhìn nó rất là chán nản, buồn thảm, ảm đạm. Mournful là chỉ cái sắc thái nó thậm chí còn ghê hơn cả gloomy nữa. Nó mang cái màu sắc thê lương á. Kiểu nó liên quan đến chết chóc á. Rồi. Chết cha, cô bấm nhầm mất tiêu. Chờ cô một chút để cô cho bạn Thục vào lớp. Rồi, tiếp tục nè. Thì họ đang nói cái setting của cái câu chuyện này rất là lugubrious. Là cái setting là gì, ai nhớ hả? Đúng rồi, bối cảnh trong một cái bối cảnh rất là lugubrious. Reminiscent đây là từ này em cũng nên học, gợi nhắc lại, gợi lên, gợi nhớ, gợi nhắc lại. Em thấy nó có cái nét gì quen không? Nó giống với từ nào mình đã biết không? Reminiscence. Evocative. Không. Em phải nhìn vô cái mặt chữ á. Chứ không phải nhìn vô nghĩa, nhìn vô mặt chữ á. Reminiscence nó có cái từ gì, nó có cái chữ cái gì quen với mấy từ mình đã biết á. Mà cái nghĩa nó cũng hơi liên quan. Remind hoặc là remember á. Đúng rồi đó, remind, remember á. Kiểu đó cũng là thêm chữ M nữa, đúng chưa? Khi mà mình học từ á, là mình cố gắng tìm liên tưởng, tìm cái điểm chung giữa những cái từ mà mình đã biết. Nó sẽ giúp cho em nhớ từ, nó có cái căn cứ nào đó để em nhớ. Và tiếp tục nè. Từ này mình đọc là macabre, nhấn vào bằng 2. Lugubrious cũng nhấn bằng 2 nè. Macabre, a macabre and chilling account. Bạn nào biết chữ account là gì? Là tài khoản. Đúng là có nghĩa là tài khoản, nhưng mà ở trong trường hợp này nó không có cái nghĩa đó. Mình đang đây là những cái blurb, những cái phần những cái lời giới thiệu sách, thì cái từ account này không thể mang nghĩa tài khoản được. Nó chính là bằng từ story đó em. Cả miêu tả hả cô? Story, một cái câu chuyện, một cái, thật ra đúng chính xác hơn là một cái lời thuật lại những cái việc gì đã xảy ra đó. Để cô cho tụi em xem cái định nghĩa chính xác của từ account. Từ account này có nhiều nghĩa lắm nha. Nè, cái nghĩa đầu tiên mà em thấy là ngân hàng nè. Ở ngân hàng ý là
tài khoản ngân hàng á. Còn cái nghĩa mà mình cần là đây nè, nghĩa thứ ba đi nè, a written or spoken description of something has happened, tức là một cái sự miêu tả tường thuật bằng văn viết hoặc là văn nói về một cái gì đó đã xảy ra, tức là một cái lời thuật lại, một cái lời thuật lại. Ví dụ như an eyewitness account, tức là cái lời thuật lại của nhân chứng đó. Những cái từ mà người ta in đậm là những cái từ người ta sẽ rất hay dùng ở trong native language. Thì em chú ý đến mình hay gặp cái chữ account trong cái bối cảnh eyewitness account đó, kiểu như vậy. Bây giờ thì cái từ account mình có thể hiểu thoáng ra là nó đồng nghĩa với từ story. Và em chú ý nè, hồi nãy mình có một từ nữa cũng đồng nghĩa với story là gì? Đúng rồi, như vậy tell với account với lại story nó khác gì nhau? Nó có một cái điểm khác nhau rất là nhỏ thôi. Tell là thường là những cái story mà nó không có thật, em nó tưởng tượng giống như kiểu chuyện cổ tích vậy. Fairy tale là chuyện cổ tích đó. Hay là chuyện dân gian thì mình có cái từ là folk tale đó. Còn account nó mình có thể suy ra được không? Account thì nó sẽ là những cái câu chuyện như thế nào? Những cái story như thế nào? Kinh dị. Không phải kinh dị đâu, không liên quan gì đến kinh dị hay là hài gì ở đây hết. Tale là chuyện không có thật, thì account ngược lại nó là những cái câu chuyện có thật, chuyện mà được tường thuật lại, được thuật lại từ một cái lời kể của ai đó, nó đã xảy ra thật. Còn tell là thông thường là người ta bịa ra đó, nó khác nhau ở cái chỗ đó. Rồi thì em ghi vô cho cô cái chỗ này để xem nè. Hôm bữa mình dừng đến bây giờ qua cái phần 6 nhỏ đi, ghi lại, chứ không mình sẽ bị cô thì cô sẽ không có ghi được hết đầy đủ được, bởi vì mình cũng không có thời gian. Cô ghi những cái nào mà tụi em cô thấy tụi em sẽ khó tự tổng hợp được á, cô sẽ ghi ra đây. Còn về nhà tụi em ghi những cái này vào vở nghe, ghi vào vở và có thể bổ sung thêm những cái mà cô không có ghi nhưng mà tụi em thấy cần thiết cho mình. Để cô highlight nó lại. Mình đang viết về phần books nè. Thì những cái từ mà cô không ghi ở đây, có trong sách đó, thì em tự bổ sung thêm nghe. Rồi thì mình có story, account and wait, tale. Rồi. It's now. Mình chỉ cần ghi như vậy được rồi, không cần phải ghi nghĩa ra đâu. Nếu mà bạn em không thể nhớ được theo với lại account khác nhau cái gì thì mình ghi ra cũng được. Thì mình quay lại một cái câu chuyện rất là macabre và chilling, có hai cái tính từ này. Nhìn xuống đây, macabre là often cruel and disgusting, concerned with death, tức là cái tính chất như thế nào? Em cho cô một cái từ tiếng Việt lục lại, tụi em lục lại trong cái kho từ tiếng Việt của mình thử xem có cái tính từ nào lột tả được cái tính chất này không. Bạn nào nghĩ ra được, ở đây có ai chuyên văn không ta, ai giỏi văn không? Rất là cruel, rất là độc ác đúng chưa, còn disgusting kinh tởm, mang rợ. Theo cô là cái từ mang rợ là cái từ dù nói được. Hưng nói gì? Hưng nói từ gì em? Đau họng của cô nên không nói được. Cô rung rợn cô. rung rợn cũng được nhưng mà cái từ mang rợ nó mang cái sắc thái disgusting hơn kìa, kiểu nó ghê tởm, nó làm cho mình cảm thấy rất là kinh tởm.
À, rồi, chilling. Chilling là cái tính chất causing great fear, tức là gây đáng sợ á, gây cho người ta cảm giác sợ thì tức là đáng sợ thôi. Đó, chilling là đáng sợ. Cái từ chilling này không có phải là lạnh nữa nha. Rồi. À, một cái câu chuyện rất là đáng sợ về an unsolved murder, một cái vụ giết người mà chưa được phá, chưa được giải quyết. Chưa biết ai là hung thủ á. That tears a village apart. Tear something apart tức là kiểu như mình tàn phá luôn cái gì luôn á. Ở đây là nó tàn phá cái ngôi làng này. Chia rẽ hả cô? Chia rẽ không? Không phải chia rẽ mà kiểu nó tàn phá một cái gì khiến cho cái ngôi làng này kiểu gây ra thiệt hại rất là lớn cho cái ngôi làng này. Để cô ghi cái nghĩa chính xác. Tear something apart. Cái chữ tear này em biết cái từ này tụi em chú ý nè, từ tear này nó cũng đặc biệt. Từ này nó có hai cách đọc. Bây giờ khi mà nó có là một danh từ á, thì mình sẽ đọc là tear. Nghĩa là gì hả? Nước mắt. Đúng, nước mắt. Nhưng mà khi nó có khi nó là một động từ verb nha, thì mình sẽ đọc là đọc là tear, là mình nghĩa gốc của hắn là xé hay là hủy hoại. Thì tear something apart kiểu xé rời cái gì đó ra luôn. Ở đây em phải hiểu theo nghĩa bóng á. Tear a village apart, tàn phá kiểu hủy hoại hoàn toàn cái ngôi làng này một cách rất là tàn bạo. Đợi cô một chút, cô có điện thoại xíu. Rồi chú ý cái chữ xe em thì khi mà tụi em đọc á, đọc vào một câu thì mình phải xem những cái từ ngữ xung quanh và xem cái bối cảnh để xem cái chữ này nó đang đang có nghĩa nào, nó đang là nước mắt hay là nó đang là hành động xé. Đấy. Rồi tiếp tục cái blurb tiếp theo. A page turner full of brilliant moments of insight and an unparalleled depth of feeling. Toàn rất là nhiều từ mới đúng chưa? Bạn nào nhắc lại cho cô a page turner là gì, mình học rồi nè. Học chưa ta? Học rồi mà. Sao im re vậy? Trang mới. Sai rồi. Hiểu sai rồi. Mấy đứa có đọc cái định nghĩa ở dưới này không? Nó có a powerful story that keeps you interested. Một cái câu chuyện mà rất là nó khiến cho mình thích, nó khiến cho mình đam mê. Có nghĩa là một cái em tưởng tượng này, a page turner, em turn a page tức là em làm gì? Lật trang của. Ừ, em lật trang sách. A page turner là một cái danh từ, một cái quyển sách mà lúc nào nó cũng khiến em lật cái trang qua trang tiếp theo, có nghĩa là một cái quyển sách rất là gì? Dạ rất là hay. Ừ, rất là hay. Nhớ lại những cái đính từ lúc nãy mà giờ mà nói về sách hay không? Đọc lại cho cô một vài từ đi. Tính từ á, nãy mình học một list các cái tính từ mà interesting story á, nhớ không? Gripping nè chị. Gripping gì nữa? Compelling. Đúng rồi. Yes, absorbing, engrossing. Đấy. Đấy là những cái tính từ. Còn cái từ page turner này là một danh từ. Nó đồng nghĩa với em nói là compelling story đó, nó y chang như cái từ này luôn. Đấy, a page turner, một cái từ rất hay luôn. Ghi bài cho cô nè. A page turner.
bữa sau mà cứ nói về một cái quyển sách rất là hay thì em nhớ đến cái từ này, một cái quyển sách mà lúc nào em cũng phải lật qua trang tiếp theo để em đọc, cứ tiếp tục đọc như vậy. Bây giờ có một cái cụm khác nữa cũng rất hay mà cũng dùng để nói về cái việc là em đọc một quyển sách liên tục từ đầu đến cuối, không dứt, em không thể giờ rời khỏi quyển sách đó được, nhưng mà nó là động từ hành động read. From cover to cover. Ai hiểu không? Ai hiểu cái nghĩa cái cụm này? Read from cover to cover. Em đọc từ cái bìa này sang cái bìa khác, tức là rắn. Đọc hết cả cuốn sách. Ừ, em đọc từ cái trang đầu tiên tới cái trang cuối cùng luôn ấy. Em không chừa lại một cái gì cả. Read from cover to cover nó cũng đồng nghĩa với lại kiểu như mình đọc liên tục á, nhưng mà em chú ý là cái này là verb nghe, tại vì đọc từ read nghe, còn cái page turner là một nhân từ. Bạn nào nói cho cô một cái từ mà nó chỉ một cái quyển sách mà bán rất là chạy? Bestseller. Ừ, nhớ bestseller. Em cũng để chung vào một cái hàng này luôn, tức là những từ mà dùng để chỉ về sách hay đó, bestseller. Chút nữa mình sẽ có một vài từ khác nữa cũng là chỉ những cái quyển sách thú vị, hấp dẫn, hay. Rồi, tới đây dừng ở đây cái đã. Bây giờ quay lại bài của mình. Học từ là mình phải liên tưởng và mình phải liên kết những cái từ mình đã học với nhau lại, tạo thành một cái hệ thống nó phân loại rõ ràng, phân nhóm rõ ràng thì em mới nhớ được và em mới dùng hắn được. Chứ em đừng học như hồi xưa đến giờ là mình cứ gạch ngang đầu dòng xuống, kiểu từ nào học tới từ nào cái gạch một cái từ đó, ghi từ đó vào mà không có một sự phân loại sắp xếp hệ thống nó thì em không nhớ được đâu. Khi học vào IELTS cái khối lượng từ nó rất nhiều thì em không thể nhớ theo cái cách học truyền thống nó được. Rồi một a page turner full of brilliant moments, có rất là nhiều các cái khoảnh khắc tuyệt vời. Of khoảnh khắc gì? Moments of insight, những cái khoảnh khắc insight là insight là cái sự gì, bạn nào giải thích được hả? Ability to understand what something is really like. Cái từ insight này là một từ rất hay dùng, người ta rất hay dùng ở ngoài đời á. Ví dụ như cô kêu này, để cô cho em một cái bối cảnh để em dễ hình dung cái từ insight. Ở đây cái từ insight này em thứ nhất là em nhìn vô cái chữ của nó là ghép giữa từ sight và in. Sight là gì? Tầm nhìn. Hoặc là cái nhìn, tầm nhìn, cái nhìn. In là ở đâu? Đúng, ở bên trong. Thì mình đại khái mình sẽ hiểu cái nghĩa đen của hắn là mình có một cái nhìn rõ ràng vào phía trong của một cái gì đó. Tức là em understand nó, em understand cái đó nó như thế nào, em hiểu về bản chất, em hiểu rõ về một cái gì đó. Thì ví dụ cái từ insight này người ta sẽ hay dùng như thế này. Ví dụ như chiều nay em mới tham gia một cái buổi workshop giới thiệu về cái đặc điểm của thị trường, đặc điểm của thị trường du lịch ở Đà Nẵng đi. Đó, một cái buổi workshop giới thiệu về những cái đặc điểm của thị trường du lịch ở Đà Nẵng. Thì em sẽ nói một câu là cái buổi workshop này nó give cho em an insight into Đà Nẵng tourism industry. Đó. Tức là cái buổi workshop đó nó đã cho em một cái nhìn rõ hơn. Đó, cho em một cái insight rõ hơn, một cái insight về thị trường du lịch Đà Nẵng. Đấy, em hiểu cái từ insight chưa? Giống như là nó cung cấp cho em kiến thức á, nó cung cấp cho em những cái thông tin, kiến thức giúp cho em hiểu rõ về một cái thứ gì đó. Bây giờ cái từ insight trong này ý của nó là những cái moments of insight, tức là
những cái khoảnh khắc mà người đọc á, họ dễ họ nhận ra, họ bắt đầu họ realize ra một cái gì đó mà họ thực sự hiểu hơn đó. Và nó có những cái gì nữa nè, an unparalleled depth of feeling. Đây là những cái cách diễn đạt khá là khó hiểu của tụi em, thì để cô giải thích luôn. Depth of feeling tức là những cái cảm xúc mà depth of feeling tức là cái sự sâu lắng, cái sự sâu sắc của cảm xúc á. Unparalleled, đấy, từ này thì tụi em có thể học được. Bây giờ đi từ cái chữ parallel ra trước. Parallel có nghĩa là song song. Nghĩa đen á nghe. Ví dụ như cô kêu là hai đường thẳng song song á, parallel, two parallel lines, hai đường thẳng song song. Bây giờ cái nghĩa bóng của cái từ này có nghĩa là có thể so sánh được. Còn khi mà em thêm chữ in vào á, unparalleled, không thể so sánh được, ý nó muốn nói là nó gọi là gì, em biết từ outstanding không? Nó bằng nghĩa với từ outstanding, xuất sắc á, xuất sắc, xuất chúng, vượt lên trên những cái khác, không có cái gì có thể so sánh được với nó hết. Đấy, thì tức là cái quyển sách này nó đem đến cho người đọc nhiều cái khoảnh khắc kiểu ngộ ra được chân lý gì đó, đại khái là như thế. Và nó có những cái khoảnh khắc mà đem lại cho họ những cái cảm xúc rất là sâu lắng, mà unparalleled tức là rất là kiểu những cái cảm xúc sâu lắng mà không có những cái quyển sách nào có thể đem lại được như thế. This is a gripping and enigmatic tale. Đấy, em nhìn thấy chữ gripping này chưa? Câu chuyện rất hấp dẫn và có cái enigmatic. Từ này nghĩa là gì đây? Mysterious. Mysterious nghĩa là gì? Mysterious. Bí ẩn, đúng rồi, bí ẩn. Rồi, ok. Hết cái xong cái đó. Tiếp theo nè. A breathtaking achievement. Một cái thành tựu mà breathtaking có nghĩa là amazing. Học hai từ này cho cô, rất là tuyệt vời thôi. Em ghi những cái từ này vô vỡ nghe, cô giải thích thôi, còn em ghi vô vỡ. Amazing thì ai cũng biết rồi, thì bây giờ em học thêm cái từ breathtaking nữa thôi. Rồi, a journey of self discovery, một cái chuyến đi mà nó giúp cho cái người đó nhận ra được. Self discovery là kiểu khám phá ra bản thân mình á. That enchants and saddens tức là nó sadden là gì, ai đoán được? Saddened là động từ của từ gì đó? Trời, không biết thiệt á hả? Saddened là động từ gì? Không. Chữ sad nè. Động từ của chữ sad á, buồn á. Saddened là làm cho ai đó buồn. Đúng do. Còn enchant có nghĩa là kiểu như mê hoặc. Cái từ này là nó giống như chữ attract á, nhưng mà nó mạnh hơn. Attract là em thu hút ai đó thôi, nhưng mà còn enchant là giống như em mê hoặc ai đó, em bỏ bùa ai đó luôn á. Đó, thì cái journey này là một cái journey mà nó mê hoặc, nó có tính mê hoặc và nó làm cho ai đó buồn, saddens. Với một cái combination, nó là một cái sự kết hợp giữa wry humor, cái tính hài hước. Wry humor là gì? In the face of bad situation, kiểu như em hài hước. Giải thích như thế nào cho mấy đứa hiểu ta? Giống như em gặp những cái tình huống éo le nhưng mà em vẫn cố tỏ ra vui vẻ á.
dạng như thế. Em gặp những cái bad situation nhưng mà em vẫn lấy cái đó để em tạo ra cái tiếng cười được. Em khiến cho không khí nó nhẹ nhàng hơn á. Right humor and evocative scenes. Những cái cảnh, những cái scenes of life, những cái khung cảnh về đời sống mà rất là evocative. Nhớ cái từ này không? Which arose memories or image, gợi nhớ, gợi nhắc lên quá khứ. Đó. Rồi, Jim Lawless, an eponymous protagonist of Arkell's latest novel. Bạn nào nhớ từ protagonist? Hôm bữa cô bài rồi. Đúng rồi, main character đó. Jim Lawless, một cái nhân vật chính mà eponymous. Eponymous là who has the same name as the title of the book. Tức là ý của hắn là đây, cái tên của nhân vật chính này cũng chính là tên của cái tác phẩm này luôn. Thì nhân vật chính của R. Crow's latest novel, cái tiểu thuyết mới nhất của tác giả R. Crow, thì ông này is a confused young man. Em chú ý cái câu này, người ta, cái phần mà cô bôi bôi xanh này nhé, đây là cái phần chú giải cho ông Jim Lawless, chứ nó chưa phải là cái thành phần của mệnh đề chính. Mệnh đề chính đó, chủ ngữ sẽ là Jim Lawless. Highlight cái màu khác cho dễ thấy. Chủ ngữ là Jim Lawless mà tiếp theo là is a confused young man đó. Thì ông Jim Lawless này là một người đàn ông mà kiểu rất là confused, rất là kiểu không có biết rõ. Kiểu ông này ông không seeking a meaning in life nè. Ông cái mục đích của cuộc đời mình, ông rất là confused, ông không có biết rõ là ông sống để làm cái gì hết. Đó, cho nên họ dùng cái từ confused young man á. It's an engaging tale. Chứ người ta dùng một cái từ tính từ engaging lúc nãy cô nhắc rồi nè. Rồi, hết phần đó. Ok, phần này các bạn nào hỏi gì không? Rồi, cái some other types of book này thôi, không cần học, nó không có gì useful lắm. Bây giờ học bằng C nè. Những cái expression to talk about books, cái này hay nè. I am reading a book about the history of Ireland. It's compulsive reading. Compulsive reading là một cái tác phẩm như thế nào? Một cái quyển sách như thế nào? Khó dừng lại. Tức là nó có những cái từ nào nãy giờ mình học mà đồng nghĩa với compulsive reading hả? Nhớ lại xem, lặp lại trí nhớ xem hồi nãy giờ mình đã học những từ nào mà chỉ cái một cái quyển sách mà em đọc em không thể dừng lại được. Page turner. Yes, a page turner. Chờ còn một chút. Đây. A page turner. Và mình cũng học một số cái tính từ nữa nhé, cho a compelling a book, a captivating đó nhớ cái list đó. Và nhớ nè, thêm một cái nữa, cái reading đó, cái từ reading này nó không đếm được. Nhớ nè, uncountable now, không đếm được. Em không thể nói là it's a compulsive reading được, nhớ chưa? Còn từ page turner thì khác, đếm được. Quên có dấu gạch ngang ở đây nữa. Đấy. Thì bây giờ em bỏ vô trong cái list của mình, bổ sung vào. Để xem mà bỏ vô cái, để xóa cái chỗ bestseller này đi, bỏ xuống dưới. Đây, bằng với compulsive reading. Đây, được chưa? SL bỏ
như thế này. Tại sao là đếm được? Rồi. Tiếp tục nào. À, rồi, it's one of the books, one of those books you just can't put down. Một cái quyển sách mà mình không thể bỏ xuống được. Cái này thì dễ hiểu thôi, can't put down thôi, không bỏ xuống được. It's very informative. Nó rất là gì? Informative, một cái quyển sách đó là gì? Lôi cuốn. Tụi em phải đọc cái định nghĩa của hắn chứ. Có nhiều tài liệu, có nhiều thông tin. Nhiều thông tin, nó chứa rất là nhiều thông tin. Nó cung cấp cho em rất là nhiều nhiều kiến thức. Đây chính là tính từ của từ gì đây? Informative là tính từ của từ gì? Đúng, information. Đó, nó chính là tính từ của information. Cứ khi nào mà em thấy cái quyển sách nào mà nó đó chứa nhiều thông tin hay á là em gì? Informative. Rồi. À, về tự ghi vào thêm nha. Rồi, Nancy Reilly's novel about mental breakdown published in 1950 was ahead of its time. Cái tiểu thuyết của bà Nancy kể về một cái vụ kiểu suy sụp về tinh thần á, thì nó ahead of its time, tức là kiểu nó đi trước thời đại á. Rồi, her 1955 book Exciting Careers for Women was a product of its time. Tức là một cái sản phẩm của thời đại, ý là nó phản ánh chính xác cái thời đại đó. A product of its time, một cái tác phẩm mà nó phản ánh rất là chính xác cái thực tại lúc đó. Em chú ý nha. A product of its time. Mặc dù những cái ideas thì seem là dường như rất là tame, nghĩ rất là nhàm và old fashioned. Là kiểu old fashioned là gì? Lỗi thời á. Even gender biased. Em học được cái từ này, biased. Biased tức là em thiên vị á. Gender biased tức là em thiên vị giới tính á, em có cái sự thiên vị về giới tính rồi đó. Em nghiêng hẳn về một bên, em không có công bằng á. Rồi, Bertram's latest novel is a difficult book, một cái quyển sách khó đọc. A difficult book. Highlight cái từ này cho cô. In fact, it's rather lightweight. Đây, lightweight. Ý của nó là gì? Not complex. Nó không có phức tạp, nhưng mà tức là nó phức tạp ở đây là ý là nó không có cái sự tinh tế ở trong đó. Nó không có tinh vi, nó không có phức tạp, kiểu như nó đọc giống như em đọc kiểu ví dụ như có ai đã đọc chuyện Twilight chưa? Chưa hả? Mấy đứa có hay đọc tiểu thuyết không? Mấy đứa đọc truyện không? Em đọc tiểu thuyết nhiều lắm cô. Tiểu thuyết thì là có nhiều loại, có những cái tiểu thuyết nó rất là difficult, rất là khó đọc, đọc kiểu như em đọc em không hiểu biết cái gì hết á. Nhưng mà có những cái quyển đọc nó giống như kiểu sao nhỉ? Đơn giản, nó đơn giản, nó rất là bình thường, nó không có cái gì đặc sắc hết. Thật ra đơn giản á, cái việc mà đơn giản á không phải lúc nào nó cũng xấu. Ví dụ sách mà đơn giản như kiểu chuyện của Trung Ngữ Nhật Ánh đi, nó cũng đơn giản nhưng mà nó lại hay. Nhưng mà có những chuyện nó đơn giản mà theo kiểu nó rất là nhàm á. Như kiểu ví dụ chuyện Twilight chẳng hạn đi, hồi trước là người ta rất là hay chê cái chuyện này kiểu nó bình thường, chẳng có gì cả, đọc cũng không có cái gì hay ho trong nó hết. Thì cái đơn giản theo kiểu đó là lightweight, rất là cheap, rất là rẻ tiền á, kiểu đó.
Twilight là chạng vạng hả cô? Ờ chạng vạng đó. Đó thì cái quyển những cái tiểu thuyết ví dụ như mấy cái tiểu thuyết ngôn tình đó, cô không nói hết nha, cô không nói là tất cả các tiểu thuyết ngôn tình đều không đều không hay, nhưng mà một đa số một vài vài cái thì là Lightway đó. À. Rồi, it's good bedtime reading. Bedtime reading tức là những cái câu chuyện những cái quyển sách mà nó như thế nào? Đọc chuyện trước khi đi ngủ. Chuyện rất là thích hợp để mà đọc khi đi ngủ. Ý là cái quyển này nó dễ đọc, nó không có rườm rà rối rắm, cho nên là đọc khi ngủ thì hợp lý. Đó, chứ còn khi đi ngủ mà đọc đọc mấy quyển kiểu quyển gì ta? Nói chung là đọc mấy cái quyển chuyện phức tạp này nọ hay là chuyện kinh dị các kiểu thì rất không hợp lý cho lắm. Rồi, his last one was heavy going. Cái one ở đây là gì? Ai giải thích được cho cô này? Cái từ one này nghĩa là gì? Bạn nào biết? Duyên biết không Duyên? Bạn Duyên. Thùy Duyên có nghe không? Bạn có nghe cô hỏi không? À không có biết hả? Thùy Duyên có biết cái từ này không? Trả lời gõ cũng được. Không ai biết hết à? Vinh Phúc. À Hân thử Hân nói gì? Thầy tính từ là duy nhất rồi cô. No. Cái này là một. À đúng rồi, Thư nói đúng rồi đó. Cái này á, cái từ one này là một đại từ, không phải là tính từ đâu. Nó là đại từ, tức là nó thay thế cho một cái danh từ khác á. Nó dùng để nhắc đến một cái danh từ khác, để tránh lập từ á. Cái từ one này chính là novel đó. Trong bối cảnh này nó chính là novel đó. His last novel. Khi mà em dùng, khi em nói là his last novel, cái tiểu thuyết cuối cùng của ông. Ở đây có một cái từ thôi, để cái đó sẽ cô nói sau nhưng không bị rối. Thì cái khi mà em dùng cái từ novel, his last novel thì nó bị lập từ á, nó sẽ gây nhàm chán đúng chưa? Thì người ta thay cái từ novel bằng cái từ one. Từ one này là một cái từ đại từ dùng để thay thế cho cái gì? Thay thế cho một cái danh từ mà em đã nhắc đến trước đó. Được chưa? Thay thế cho một cái danh từ mà em đã nhắc đến trước đó rồi. Bây giờ bạn này giải thích được cho cô. Latest novel với lại last novel nó khác gì nhau? Khác gì nhau? Gần nhất với cuối cùng gần đúng rồi đó, em nói cũng đúng đó. Bây giờ cô giải thích kỹ hơn nha. Latest là cái mà mới vừa ra mắt gần đây luôn á, cái mới nhất. Cái này là mình có thể nói là cái tiểu thuyết mới nhất. Còn last one tức là cái vừa rồi á, tức là cái mà ra trước cái latest á, cái mà ra trước cái latest á, cái vừa rồi á. Đấy, cái từ này, cái từ latest này có nghĩa là mới nhất nha, hoặc là gần nhất. Chứ em đừng hiểu theo kiểu nghĩa, đừng hiểu theo cái nghĩa là trễ nhất, nó không có hợp lý. Còn last này nó có nghĩa là cái vừa rồi đó. Rồi thì họ mới kêu là cái tiểu thuyết vừa rồi của ổng thì heavy going and I just couldn't get into it, tức là nó difficult đó. Đây là một tính từ nhá, difficult, và tôi không thể hiểu được. I couldn't get into it tức là tôi không thể hiểu được nó. Nonetheless tức là
bằng với từ gì hà? Có ai biết không? Bạn đã nghe tới chữ này chưa? However hoặc là never, the least. Tuy nhiên, thế thôi. Tuy nhiên, his books always attract a wider readership. Em học luôn cả cụm cho cô. Attracts a readership, hoặc luôn chữ wider, wide reading cũng được. Thu hút một cái lượng lớn người đọc. Chữ readership này là chỉ số lượng người á, độc giả. Attracts a wide readership. Em về tự list những cái từ này vào vở nghe. Rồi, bây giờ hiểu hết chưa? Có cái chỗ nào cần cô giải thích không? Còn giải thích lại không? Em mà chịu khó học những cái từ này bây giờ, ngay từ bây giờ luôn á, mình tích lũy từ bây giờ thì đến tầm cái khóa sau, khi mà mình bắt đầu học vào kiểu học vào đề thi luôn á, thì lúc đó em mới thấy giá trị. Hồi đó là em đã có sẵn từ rồi và em chỉ việc là em ôn lại, xong rồi em sử dụng những cái từ này vào những câu trả lời của mình luôn. Đây đều là những cái từ vựng giúp cho em đạt được 7.5 IELTS đó, chứ không phải là đơn giản đâu nghe. Cái mà học, em mới đang ở cái bước là học thuộc từ thôi, nhớ từ, nhận biết nghĩa, hiểu nghĩa, nhớ và học từ thôi, chứ em chưa đến được cái bước là sử dụng cái từ đó trong cái câu trả lời của mình. Thì vài bữa khi mà mình học đề á, thì mình sẽ bắt đầu mình sử dụng cái từ đi vào, thì lúc đó em sẽ thấy đỡ bỡ ngỡ hơn. Mình đã học trước rồi. Rồi, đến cái tiếp theo là films and books. Phần này thì cô nói nhanh nha, phần này nó dễ. Rồi, cũng có một vài từ để nói về books nè, bây em về nhà tự tổng hợp vào hỉ. Bây giờ talk about films and books thì mình có những cái từ gì ở đây? When a new book or film comes out. Tức là khi mà một cái quyển sách hoặc một bộ phim come out là gì? Come out là gì đây? Được cho ra mắt. Ừ đúng, ra mắt, một cái bộ phim ra mắt, một cái quyển sách ra mắt, comes out, nó là dễ. Newspapers will review it, tức là báo chí sẽ bình luận về nó. Những người mà review cái book hay là cái phim đó được gọi là book reviewers hay là film critics. Đây. Học cho cô hai cái từ này. Hồi nãy mình học chữ critic rồi đó, bây giờ mình có thêm từ reviewers. Và họ viết cái gì? Book reviews hoặc là film reviews. Những cái lời phê bình nhận xét. If they don't like a book or film, they give it a bad review. Họ đưa ra những cái nhận xét xấu, tiêu cực. Còn nếu bây giờ ngược lại đi, nếu như mà if they like a book or a film, they will give it a good review. Yeah. We can say that a novel, chúng ta có thể nói là rằng một cái novel hoặc một phim thì based on a true story, tức là nó được gì? Dựa trên câu chuyện có thật. Ừ đúng. Cái này thì hắn giống y tiếng Việt cũng nhờ. Based on là dựa trên, true story, một câu chuyện có thật. Chúng ta nói rằng một cái quyển sách hoặc một bộ phim khác captures an atmosphere. Cái này hay nè, học nguyên cái cụm đi cho cô. Captures an atmosphere, tức là nó làm gì? Nắm bắt được bầu không khí rồi cô. Đúng rồi, nó nắm bắt được cái bầu không khí, ý là nó thể hiện, nó thuật lại được, nó gợi tả, bộc lộ lên được cái bầu không khí. Nó gợi lên được cái bầu không khí đó. Có bạn chưa hiểu cụm a product of its time, rồi xin được cô giải thích lại nha. Mình tiếp cái này đi cho xong. Hoặc là a book or film deals with a topic, một cái quyển sách nó bàn về cái topic, một cái chủ đề gì đó. We talk about the opening,
À, ví dụ như bây giờ nha, ví dụ như cô nói là cái quyển sách này nó bàn về lịch sử loài người thì mình sẽ viết như thế nào? This book deals with gì? History of human. Đúng rồi, human's history. Đó, tức là em thay cái topic nó bằng bằng một cái chủ đề nào đó vào nha. This book deals with human's history. This book deals with Vietnamese history. Đó. Rồi tiếp theo này, chúng ta talk about the opening or closing scenes of a film. Mình nói về một cái gì của phim đấy. Cái này hôm bữa mình học rồi nè. Cái cảnh mở đầu cảnh kết thúc. Ừ, của một phim. Và cái opening or closing chapters, chương mở đầu và chương kết thúc của một quyển sách. Chúng ta cũng talk about the beginning and end of a book or a film, tức là cái phần mở đầu và phần kết thúc. Em chú ý nha, opening scene và closing scene nó không phải đi cặp với nhau như thế. Còn nếu mà em không có chữ scene cũng không có chữ chapter thì mình dùng chữ beginning, the beginning hoặc là the end, chứ đừng dùng chữ start hay là finish nghe nha. Không phải dùng thay thế cho nhau được đâu. Rồi, if everything works well, tức là nếu như mọi thứ kiểu diễn ra tốt đẹp với central, với the central characters, với những cái nhân vật gì? Trung tâm, nhân vật chính. Nhân vật chính đó. We say, chúng ta nói rằng cái quyển sách này có một cái happy, happy ending. Dễ hả? Dễ đúng không? Kết có hậu. Bây giờ cái kết không có hậu thì là gì? Bad ending. Sad ending. Một cái kết ngược tâm là sad ending. You may recommend a book. Đọc, chú ý cái từ này đọc là recommend. Mình có thể recommend một cái quyển sách, tức là mình gì hè? Dạ, gợi ý. Mình giới thiệu. Mình giới thiệu cho người khác đọc á. Mình khen, mình giới thiệu cho họ đọc cái quyển đó. Rồi. Nếu như a lot of people cũng thích nó thì it is highly recommend. Tức là nếu như mà một quyển sách mà được rất là nhiều người enjoy á, thì cái quyển sách đó được gọi là a highly recommended book. Đó, một quyển sách được nhiều người đánh giá cao, được nhiều người giới thiệu. Quay lại cái chỗ a product of its time cho hồi nãy á. Tức là trong cái đoạn này người ta cho em học hai cụm từ mà có liên quan đến chữ time mà đều nói về sách. Một cái quyển sách mà ahead of its time, tức là nó có cái tư tưởng đi trước thời đại, nó hiện đại, nó đi trước cái thời đại đó luôn. Còn một cái quyển sách mà là một product of its time, tức là nó điển hình cho cái thời đại đó, nó thể hiện được cái thực tại, cái thực trạng thực tế của cái thời đại đó. Ví dụ nghe. Ví dụ như tụi em sau này tụi em học tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao đi. Cái tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao đi, đó là a product of its time. Nó lột tả được cái thực tại của cái thời đại hồi xưa đó. A product of its time là như thế. Còn ahead of its time tức là nó tăng tiến, nó đi trước thời đại á. Thế thôi. Quỳnh hiểu chưa? Quỳnh Như hiểu chưa? Dạ rồi cô. Ok rồi, có gì không hiểu thì cứ hỏi thôi. Rồi cái phần B á, tiếp theo phần B này là chỉ nói về phim ảnh thôi nè. Và phần C là nói về chỉ dành cho sách nè. Tức là những cái cụm từ ở B là chỉ dùng cho điện ảnh thôi. Rồi, I never had any desire to go on the stage. Tôi chưa bao giờ có cái mong muốn là đi đâu đây. To go on the stage myself, đi đâu? Trở thành một diễn viên sân khấu. Đi đóng phim đó, lên sân khấu, ý là trở thành một diễn viên nè, đó. Tôi chưa bao giờ muốn đi đóng phim trở thành diễn viên cả. Go on the stage. Nhưng tôi thích
produce a film, sản xuất phim. I think historical dramas work particularly well on the big screen. Historical drama tức là gì? Mấy đứa hay xem phim á kìa. Phim mình hay gọi là phim gì nè? Mấy đứa xem mấy cái phim Trung Quốc với phim Hàn Quốc rồi. Drama cổ đại à? Có cái từ chị hay hơn không? Phim cổ trang đó, historical dramas, phim cổ trang đó. À, tôi nghĩ là phim cổ trang thì nó kiểu đặc biệt hợp, đặc biệt phù hợp, nó work particularly well. Chữ quốc này nó không có nghĩa là làm việc đâu nghe, mà ý là nó hợp á, nó phù hợp á. Particularly là đặc biệt phù hợp với lại the big screen. Big screen là gì? Màn lớn vậy đang thôi, tức là ở rạp chiếu phim á. Và I'd love to make a film about Vikings in Britain. Đã có rất là nhiều cơ hội, tức là sẽ có nhiều cơ hội để mà sử dụng special effects. Những cái gì hả? Hiểu đặc biệt. Dạ như là kỹ xảo này nọ. Trong những cái battle scenes, cái cảnh gì đây? Bánh nhau. Đúng rồi, cảnh bánh nhau. Và tôi cũng muốn the male lead to be played by Hugh Grant. Muốn cái male lead là ai? Lead là người đứng đầu, người dẫn đầu. Male là nam. Bây giờ người đứng đầu nam tức là cái gì? Đạo diễn. Diễn viên nam chính đó. Mà muốn cái nam chính thì được đóng bởi play ở đây là em phải hiểu là được đóng ngay đọc phim á, bởi Hugh Grant, trong khi đó Nicole Kidman có thể đóng cái vai, có thể có cái vai trò là nữ chính. Sean Penn có thể play the role of, tức là đóng cái vai gì đó, thì mình dùng cái từ này, play the role, đóng vai gì? A Viking warrior, một chiến binh Viking. Và tôi cũng thích Judi Dench to take on a cameo role. Ai biết tên này? Vai trò khách mời. Đúng, cameo, mình hay đọc cameo đó, nhưng mình hình đọc tiếng Anh là đọc là cameo. Thì take on một cái role nào đó, em học luôn cái cụm, cái chữ take on cho cô nghe chưa? Từ nào mà cô bôi vàng nguyên cụm, làm họ học nguyên cụm á, thì em mới dùng được. Thì bạn là tôi cũng muốn để cho Judi Dench nhận cái vai nữa, đảm nhận cái vai gì khách mời. I'm sure that as always, tức là tôi chắc chắn là như thường lệ thì cô này sẽ give an excellent performance, học cho cô cái cụm này, sẽ diễn rất là tốt. Cái từ performance này là màn trình diễn, sự trình diễn thôi. My dream là make một cái bộ phim mà would be nominated for an Oscar, sẽ được gì? Đề cử cho giải Oscar. Đúng rồi, nominate là đề cử, be nominated là được đề cử, bị động, được đề cử giải Oscar. Of course, tôi cũng thích nó to be an immediate box office hit. Thích nó trở thành một cái gì đây? Dạ, một bom tấn. Một bom tấn, có thể dạy hiểu là bom tấn cũng được, đúng rồi. Hit đó, cái từ hit hôm bữa mình học nhớ chưa? Dùng cho âm nhạc cũng được nè, cái bài hát, bài hit của ca sĩ nào đó. Box office là nó chỉ cái phòng vé, đúng rồi. Rồi, playing to full houses worldwide. Full house ở đây chính là chỉ cái rạp chiếu phim á, mà full tức là cái rạp nó full luôn, không còn có chỗ trống nào cả. Full houses, em học cái cụm này cho cô, play into, học cái nó mới được. Còn học một bình chữ full house thì em không dùng được. Rồi, cô thi mà họ kêu em kể một cái bộ phim mà em ấn tượng nhất, cứ bê mấy cái từ này vào xong là trời ơi, 7.5 trong tầm tay chắc luôn. Rồi, bài C, just about books,
Phần C là chỉ những từ chỉ dùng cho sách. Thì mình có ai cái cụm đầu tiên rất là hay nè. Be engrossed hay là be absorbed in a book. Bạn nào hiểu cái từ này là gì? Kiểu đắm chìm trong cái quyển sách. Sao was so engrossed in her book that she didn't hear me. Kiểu rất là đang chìm đắm trong quyển sách đến nỗi không có nghe tôi gọi luôn. Đó. Engrossed. Em nhớ cái từ engrossing lúc nãy không? Cái tính từ engrossing mà bạn đồng nghĩa với cái tính từ mà gripping nè, compelling nè. Đó. Thì cái từ engrossing này là dùng để tả sách. Còn để tả về cái cảm xúc của người đọc á thì mình dùng chữ engrossed. Tính từ ED. Và nhớ là cái giới từ của mình là in. À, em phải dùng be ở đằng trước chưa? Học cho kỹ. Rồi compulsive reading hồi nãy học rồi. À, bằng với lại a page turner nhá chưa? Bedtime reading học rồi. An easy read. Một cái gì thế đấy? Dễ đọc. Ừ. Ai? Hồi nãy á, mình học cái từ reading á là danh từ không đếm được, nhớ chưa? Uncountable noun, nhớ không? Bây giờ, nhưng mà cái từ read thì làm sao? Mình thấy chữ un nè. Được, đếm được. Countable noun, đếm được. An easy read. Thì mình cũng có cái từ ngược lại là a difficult read, nên thôi, dễ. Ai, từ này chưa học thì chưa có thì mình highlight nó vào cho dễ thấy. Take out a book là đồng nghĩa với gì? Borrow a book, em mượn sách. Return, trả lại. Còn renew là gì đây? Renew a book là làm gì hay à? Làm mới hắn là làm gì? Thay đổi, đổi mới. Bây giờ tưởng tượng nha, em đi mượn sách, em borrow a book from the library. Gia hạn. Đúng rồi, rồi em gia hạn. Khi mà hết hạn rồi thì em phải return và em phải renew nó lại. Em gia hạn lại cái thời hạn mượn mới. Rồi, flick through a book hay là skim through a book, tức là mình đọc kiểu gì đây? Mình đọc lướt qua. Đúng rồi, mình không có đọc, mình không có read it in detail. Đọc kỹ là mình sẽ có cụm read in detail nè, read something in detail. Học cho cô, ghi cho cô những cái cụm đằng sau này nữa nghe. Đọc kỹ là nhìn là read something in detail, còn đọc lướt là skim through a book hay là flick through a book. Rồi, một cái quyển sách mà được beautifully written, tức là nó viết rất là hay thôi, được viết hay thôi. Rồi, cũng nhiều từ hay ho trong này đấy. Thôi, bây giờ nghỉ lao 5 phút đi, xong rồi mình quay lại với phòng music. Hồi sức lấy đã. Chị ơi, chị quay lại cái trang đầu, ơi cái trang hồi nãy được không? À, ghi bài hả? Dạ. Yeah. Từ từ, à, đây. Em nên in mấy cái bài này ra, thì vài bữa mà người ta mở cửa mấy cái tiệm photo lại rồi á thì phải in ra để lưu, in ra thì em mới ghi chú để dễ học được. Music. Music này nhanh thôi. Tụi em đã quá quen thuộc với cái topic này rồi. Ok. À, phần A á, là describe music, những cái từ dùng để tả về music, và cái B á, là dùng để chơi nhạc. Rồi bây giờ mình còn đọc cái phần đầu tiên nhá. New arrivals. À, đầu tiên cái từ này mặc dù người ta không highlight nhưng mà cái từ này mình cũng nên học. New arrivals on the rock music scene. Bloom are already making a big impact. A arrival là gì bạn nào biết? Ai giải thích được hè? Không có ai ấy hả?
cái album mới ra mắt á, hoặc là những cái bài hát mới, những cái album mới, bài hát mới, người ta gọi là arrivals, được chưa? Đây là danh từ, động từ của nó là từ arrive á, nhưng mà arrival bình thường tụi em học là cái sự đến đâu đó, đúng chưa? Ví dụ như em tới nhà ga sân bay á, thì em sẽ thấy có hai cái khu đó là arrival and departure. Departure là khu nhà ga đi á, còn arrival là ga đến. Bây giờ arrival trong cái ngữ cảnh music này thì tức là những cái bài hát hoặc tác phẩm mới ra mắt á. On the rock music scene, ai giải thích cho cô được cái music scene này nghĩa là gì? Quang Hưng nhận được hiểu chỗ này không? Dạ, kiểu không gian nhạc rock rồi chị. Ừ, đúng rồi. Giống như là thị trường nhạc rock, music scene. Ở đây em phải hiểu theo kiểu là cái ngành nhạc rock với thị trường nhạc rock á. Rồi, Bloom này tức là cái nhóm nhạc đó, nó nhóm nhạc đó. À, không phải cái nhóm nhạc mà là cái để coi lại nào, cái nhóm nhạc hay là cái bài hát đây, cái tên cái tác phẩm, tên cái tác phẩm đó đang tạo nên một cái big impact, một cái ảnh hưởng lớn. Nếu như you're looking for background music then this is not for you. Nếu như mà bạn đang tìm kiếm nhạc nền á, background music, ví dụ như khi mà em ngồi học hay là làm việc á, em hay mở mấy cái nhạc không lời này nọ đó, đó là background music đó, thì đây là không phải là cái dành cho bạn. Nhưng mà nếu như bạn muốn music to blast out from your hi-fi and annoy the neighbors, then Bloom's debut album with tracks from their live performance at the maybe just what you want. Sorry, cái chữ Bloom này là chỉ người thì chỉ cái nhóm nhạc. Thì nếu như mà bạn muốn âm nhạc mà nó kiểu blast out from your hi-fi, nó dội ra, nó vang dội ra từ cái hi-fi, là cái dàn âm thanh của mình á, cái dàn âm thanh mà có quên mất rồi, có âm ly nào các kiểu đó. Đó thì và annoy the neighbor, thì cái debut album, bạn nào biết cho cô cái từ debut này là gì? Đầu tay. Đúng. Mới. Mới đầu tay. Chính xác hơn là cái đầu tiên á, cái ví dụ em đọc hay đọc mà mấy cái về fan về K-pop các kiểu thì chắc chắn là em sẽ biết cái từ này. Hay đọc là debut đúng không? Nhưng mà trong tiếng Anh đọc là debut. Debut album, cái album mà ra mắt đầu tay của một cái ca sĩ hoặc một nhóm nhạc mới nào đó. Rồi thì khi đó cái album đầu tay của Bill với những cái tracks là những cái bài hát bản nhạc từ cái buổi live performance, cái buổi diễn trực tiếp á, ở sau hoạt động này, maybe just what you want, có thể là cái mà bạn cần. Ở đây em học cho cô mấy cái từ người ta in đậm này, và thêm từ tracks và arrivals nữa. Rồi, tiếp theo nè. Đối với fans of easy listening and catchy tunes, tức là đối với những người mà thích những cái dòng nhạc mà dễ nghe á, và những cái giai điệu catchy tunes. Tunes này là giai điệu. Giai điệu lôi cuốn, hấp dẫn, catchy, nó dễ, kiểu như là dễ lọt tai á, thì this is all you need, cái bài hát này là tất cả mà bạn cần. In fact it's so relaxing you might just fall asleep. Mac Roy gives a sentimental performance. Hồi nãy tụi em học cái cụm give a performance rồi đúng chưa, bây giờ nó có thêm cái từ sentimental nữa, đầy cảm xúc. Đấy, đầy cảm xúc, rất là mùi mẫn, rất là cảm động đó. Thì ông này ông trình bày những bài hát này một cách rất là cảm xúc về những cái old love songs, những bài hát nhạc tình xưa.
At 47, he's not exactly a pop idol. Tự nhiên thì ai cũng biết rồi. Không phải là idol nhạc pop. But his adoring fans will love it. Ai fan mà fan hâm mộ, fan yêu mến cùng nhiệt luôn á. Tụi em hay có cái từ là crazy fan á. Thì bữa nay á, dùng cái từ adoring fan đi. Đây là cái từ đỉnh hơn. Đó, nó bằng crazy thôi, nhưng mà nó đỉnh cao hơn cái từ crazy. Crazy nghe bình thường lắm, mà adoring là nghe nó sang hơn nhiều. Adoring fans. Adoring fan là tính từ, adoring nó là tính từ của cái động từ adore đó em. Adore, khi mà em adore một cái gì đó tức là em ngưỡng mộ, em yêu mến. Yêu mến lắm. Very like. Like something very much. Something hay là somebody cũng được nghe. Rồi. Thế này, đây là một cái rock symphony. Symphony. Một cái bản. Bản symphony là bản gì hả? Bản giao hưởng. Ừ, bản giao hưởng. Rồi, an extraordinary piece of music. Cả cái cụm này luôn. A piece of music tức là một cái bản nhạc hoặc là một bài hát. Em có thể dùng cho a song cũng được, nhưng mà thật ra a song thì thông thường là bài hát mà nó có lời á. Còn những cái bản nhạc mà không lời thì mình dùng symphony hay là a piece of music. Yeah. Extraordinary, rất là xuất sắc, rất là xuất chúng, phi thường. After the massive hit, sau cái bản hit. Hồi trước mình có học cái từ gì đi được với chữ hit nữa hả? Big hit. Big hit, đúng. Mình có học chữ big hit. Giờ mình có thêm từ massive, nó còn ghê hơn chữ big nữa. Massive là kiểu cực kỳ thành công luôn đó. Vang dội. After the massive hit in 2004, with Megalith, their record company, cái công ty mà thu âm đó, đã tung ra cái CD. Hy vọng vào một cái big hit tiếp theo. The band themselves wrote the music, tức là cái ban nhạc này họ viết, chính họ đã viết cái nhạc đó. They have a huge following. Họ có một cái gì đây? Đoán thử xem họ có cái gì đây. Lượng lớn người theo dõi. Đúng rồi. Em biết cái từ follow một ai đó trên Facebook đó. Đó là động từ á. Bây giờ còn following này nó chính là fan hâm mộ đấy. Fan đấy. Nhưng mà chữ fan á, chữ fan thì là nếu em dùng là they have a huge fan thì nó không được, bởi vì chữ fan này là chỉ một fan thôi, một người thôi. Còn following là nó chỉ nguyên cái đội ngũ fan hâm mộ luôn, cái lực lượng fan hâm mộ đông đảo. Rồi, và họ sẽ có dự định là go on tour, đi tour vào năm sau. Tiếp nè. Cái phần tiếp theo là nói về một cái bản classics, một cái bản nhạc cổ điển. Haunting melodies. Melodies cũng giống như chữ tunes á, giai điệu. Mà haunting này, haunting là ám ảnh. Cái giai điệu đầy ám ảnh. And the occasional virtuoso performance. Cái từ nén hơi khó đọc, em chú ý nè. Virtuoso performance. Một cái màn trình diễn xuất sắc. Một cái màn trình diễn, mình nói đúng hơn là màn trình diễn điêu luyện bậc thầy. From it to soloists. Soloist là chơi, cái người chơi solo á. Soloist. Đánh dấu. This marks this collection of popular British classical music. Tức là nó đánh dấu, nó tạo dấu ấn cho cái bộ sưu tập classical music này. Which aims to capture a wider audience for the classics. Cái mà nó có mục đích là làm gì đây?
thu hút một lượng lớn khán giả rộng lớn hơn. Đúng, đúng rồi, giỏi. Thu hút một cái lượng khán giả rộng hơn, lớn hơn đối với nhạc cổ điển, for the classics. Em học cái chữ the classics luôn, nhạc cổ điển đó. Và nó cũng có mục tiêu là promote British musical heritage, tức là nó kiểu như gọi là sao nào, promote di sản không, cái từ promote là nhật là gì ở đây hả, cải thiện à, không phải là cải thiện, mà ở đây giống như là kiểu mình giới thiệu, mình xúc tiến. Ồ, xúc tiến cũng được. Giống như em giới thiệu cái di sản âm nhạc của Britain ra cho cả cho đông đảo quần chúng, đặc biệt là trên thế giới biết đến. Ví dụ giống như kiểu bên Hàn Quốc đó, người ta promote cái culture của họ, cultural heritage của họ bằng cách là làm rất là nhiều, make rất là nhiều những cái dramas, đặc biệt là historical dramas đó, và thu hút được một lượng following rất là lớn từ các cái nước châu Á, đúng chưa? Đó là promote đó. Từ này hơi khó dịch. Rồi, Roger Crowe conducts the orchestra. Ông này ông conduct the orchestra là ông làm gì? Chỉ huy cái dàn nhạc giao hưởng hả? Đúng, đúng rồi. Đó, ông chỉ huy cái dàn giao hưởng. Orchestra là cái dàn nhạc giao hưởng nhá. Conduct là em đứng em lead cái dàn đó. Và chính ông Crowe thì ông composed two pieces. Ông soạn. Ông giống cái từ hồi nãy có một cái từ gì mà soạn nhạc hè. Sáng tác nhạc hè. Nhớ lại xem, nãy mới vừa đây, mới vừa xong luôn á. Cái từ gì mà tự sáng tác nhạc á, cái động từ sáng tác nhạc, write, write the music, đúng rồi, write the music, nhớ mình có cái từ này là nghĩa là sáng tác nhạc đó. Bây giờ mình có thêm từ compose, nhưng mà thông thường em đặc biệt để ý là cái từ compose này á là hay dùng cho cái việc mà em soạn mấy cái bản nhạc giao hưởng á, soạn nhạc giao hưởng, nhạc không lời á, là dùng từ compose. Còn cái chữ write là hay dùng cho nhạc bình thường đi nè, nhạc bài, nhạc có lời này nọ. Thì ông Crowe này ông soạn hai cái bản nhạc, two pieces, nhớ chữ piece of music hôm nãy rồi. Hence the CD title. Rồi, good birthday present for your uncle and aunt, but if you are a real classical music lover, music fan đấy, classical music fan, classical music lover, nếu như bạn là một cái fan nhạc cổ điển đích thực đó, thì save your money. Ý là sao? Ý là có mua có nên mua cái này không? Dành tiền cái chuyện mua. Có nên mua không? Có. Really? Yeah. Save your money ở đây ý là thôi đừng có mua nữa, để tiền đó mà tiết kiệm, hiểu chưa? Ý là không, đừng có nên mua cái album này. Nếu như mà bạn là một fan nhạc classical music thật sự á, thì bạn đừng nên mua cái này, lãng phí thôi, tiết kiệm tiền đi. Còn nếu như mà mình muốn chỉ mua cái này để tặng birthday present cho uncle hay aunt á, thì ok đó. Hiểu cái ý của người ta là như thế đó. Rồi tiếp theo đến cái album gì thế này là Burst Out New Double CD features Joe the fifth a young rap artist from Miami. Ở đây em có cái động từ feature, cái từ này cũng hơi phiền phức bởi vì nó nhiều nghĩa. Feature bình thường tụi em học á là một danh từ, nghĩa là gì? Nét đặc trưng. Ừ, nét đặc trưng, đặc điểm. Nhưng mà cái từ feature trong này là một động từ nè.
là cái gì đây? Nét đặc biệt cũng ngoài đó rồi cô. Không phải luôn. Từ này á, khi nào nó là động từ thì nó hay được dùng trong phim ảnh với lại nhạc nhẽo rồi á. Đây, tụi em đọc cái ví dụ trong này cho nó rõ nè. Feature có nghĩa là include a particular person or thing as a special feature. Ý là có ai đó là nhân vật chính, là diễn viên chính, là cái người vai chính. Ví dụ nha, the film features Cary Grant as a professor. Tức là cái bộ phim đó có ông Cary Grant đóng chính với cái vai là một vị giáo sư. Hiểu không? Cái từ niên hơi khó chịu. Từ niên nó hơi hơi ngược ngược, khó dùng. Bộ phim nào đó mà có ai đó đóng chính á thì em dùng là the film feature somebody. Đó. À, để chú coi có cái câu nào khác. Nè, đây, cái câu mà em nhìn một cái câu đây nè. The film features Anne Hathaway as Jane Austen. Hiểu cái câu này không? Bạn nào giải thích được cho cô nào? Người đóng vai chính trong bộ phim Anne Hathaway kiểu đã được chuyển thành Jane Austen rồi cô. Chưa đúng. Bạn khác đi. Nãy có ai nữa? Hạ Phương. Dạ, cái bộ phim đó thì cái bà anh đó là đóng chính với cái vai Jane Austen. Đúng rồi. Đó, đúng rồi, đúng nha. Bộ phim này có diễn viên Anne Hathaway đóng vai chính với cái vai Jane Austen. Jane Austen là tên của cái nhân vật mà bà Anne Hathaway này đóng trong cái phim này. Chị kể cái chữ feature nó hơi khó chịu rồi đó. Em nên có cái ví dụ này vô trong để cô xem được cô có vào đây được không. Được nè. Đây, tụi em ghi cái câu ví dụ này vào. Đối với những cái từ khó thì mình nên kèm thêm một cái ví dụ thì mình mới hiểu được, chứ không mình hiểu trật lắc à. Thì tương tự ở đây cái CD này có cái ca sĩ Joel là cái người ca sĩ chính. Đây là một young rap artist, nghệ sĩ nhạc rap trẻ tuổi đến từ Miami. Joel used to be with Chicago hip hop band Frenzy, tức là đã từng chơi trong cái ban nhạc hip hop Frenzy. Nhưng mà went solo. Chị làm gì? Sau đó gì đây? Sau đó tách riêng, đi solo, trở thành soloist. Người go solo, đi tách ra hát một mình đó. Vào năm 2004, the band have remixed 4 tracks from earlier albums. Cái này thì tụi em quá quen thuộc rồi đúng không? Bản remix mix lại các bản khác. Thì remix này người ta đang dùng dưới dạng động từ. The band đã remix 4 cái bài hát từ những album trước. Và Joel's up-tempo numbers just add to the excitement. Up-tempo numbers là gì? Up-tempo? Nhịp nhanh đó cô ạ. Đúng rồi. Tức là những cái bài hát mà của cái version cái bản của Joel hát ở cái nhịp nhanh hơn đó, nó just add to the excitement, tức là nó càng thêm vào cái sự lôi cuốn. Rồi, còn cái phần play the music như này rất dễ, không có gì khó đâu. Ok, bây giờ nhiệm vụ của tụi em về nhà là bây giờ cái chủ đề này có rất là nhiều từ vựng và nó chia nhỏ sang nhiều nhóm chủ đề nhỏ khác nhau, cho nên em phải làm sao mà tổng hợp lại nó
trong một cái bức 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 tranh hoàn chỉnh. Thì bây giờ cái homework tuần này tụi em không có homework mới về Power BI, thì bây giờ tụi em về trình bày hết lại mấy cái từ này, vô vỡ cho cô, xong rồi chụp cái hình nó lại rồi cho cô xem được chưa. Cô sẽ assign cái homework nó lên classroom rồi tụi em nộp bài lên đó. Rồi, thôi hôm nay tới đây ha, thứ tư mình học tiếp.